Đây, tại vì nhiều ông hỏi quá cho nên là đây lại nói về cái phong lá đỏ. Đây tuốt hết lá này, nó ra lá đỏ đây này. Còn có thể có vài loại nữa nhưng mà tôi không biết, nhưng mà chỉ biết là cái loại này đang ở đây thì tôi nói về cái loại này thôi. Chứ còn ở một cái loại khác thì tôi lại nói thêm. Tức là các bạn hình dung là cái phong này này, nói sơ qua và báo giá sơ qua, đo quy cách sơ qua, sẽ cố gắng nói nhanh. Nhiều ông có thể là hỏi giá mấy các thứ nhưng mà thân này thì nó hơi xanh, xong rồi nhiều anh em thì hoặc là kể cả ngay cái muôn nó bảo là phong hàng nguyên bản với thế nọ thế kia, thì tôi nói thật ra là nếu mà muốn biết hàng nguyên bản hay không thì chắc cái loại này nó cùng một cái. Thì các bạn kiểm tra phía dưới này, nó có cái cục nó to khác thường, thì các bạn sẽ biết là đây này. Các bạn cứ bới xuống. Các bạn như kiểu cái loại này là trồng sâu đây, các bạn hình dung chưa? Nó cục nó khác thường thì là tôi nghi là ghép. Các bạn hình dung chưa? Đấy, đây này, anh nhìn thế này. Thân nó đang như này. Dưới này nó có một cái cục rất to. Ở bên Trung Quốc người ta chôn sâu. Thì là cái này là phần mắt ghép này. Thì hôm qua tôi có nói về cái vấn đề này rồi. Thì xong rồi tí sẽ báo giá, tí đo quy cách xong báo giá. Đây này, tất cả những cái loại này này. Thì là kiểu người ta không thật như mình ấy. Người ta có ảnh thì người ta chỉ nói mỗi là phong lá đỏ hàng nguyên bản thì giá này, thì với những người khác thì người ta bảo là hàng ghép, tức là nó sẽ người ta sẽ nêu cho các bạn sự khác biệt của cây của người ta với các cái loại cây khác của các bên khác người ta đang bán. Thì là đánh để có thể là các bạn cũng không biết cái gì thì các bạn lại cứ ưa chuộng cái loại nguyên bản, thì đến đây là cái rễ của nó rồi, thì tôi nghĩ là nó ghép ở đây này. Còn có thể thì là ấy, nhưng mà đây này, cái mắt ghép của nó ở đây này. Tôi nghĩ là nó theo như cái mô hình của cái loại này này. Còn bên Trung Quốc thì có lẽ là khi các bạn bảo là muốn yêu cầu hàng ghép thì nó sẽ bán thành hàng ghép. Nếu các bạn hỏi là muốn mua hàng nguyên bản thì nó sẽ bán thành hàng nguyên bản. Còn nguyên tắc của sinh học mà nói, của cây cảnh mà nói, của thực vật học mà nói. Đấy, thêm cái từ thực vật học một phát là giá trị con người mình nó nâng cao được ngay. Thì các bạn cứ hình dung là đây này. Nó chính là cái kiểu như thế này. Ở dưới nó là cái gốc ghép. Xong rồi được ghép phong lá đỏ. Cây này thì lá nó không đỏ cho nên là lá nếu các bạn đỏ tí tôi sẽ nói về để cho lá nó đỏ. Đây. Có cả lá xanh lá đỏ để cho các bạn biết. Còn có thể nhiều người ta chưa nhìn thấy phong lá đỏ thì đây tôi giới thiệu cho mọi người. Còn thực tế là nó nhiều giống đấy nhá. Nó chia ra là mấy thùy ấy. Các bạn nhìn cái hình dáng của cái này. Xong các bạn chụp ảnh lên Google Search, nó sẽ cho các bạn là cái cây này như thế nào. Tôi hôm nào tôi sẽ cho mọi người cái cách để các bạn tra thông tin. Ví dụ như tôi quay như này thì nếu mà quay cận như này, cái lá như này, các bạn chụp ảnh màn hình không ạ? Các bạn lên cái kính lúp của Google ấy, nó sẽ cho là tìm kiếm bằng hình ảnh. Thì những cái trang thông tin uy tín thì Wikipedia với cả mấy trang nước ngoài ấy thì là nó uy tín hơn. Còn nếu mà Việt Nam mà đẩy ra lại toàn ông bán giống thôi. Thì nó nói thì nói chung là nó chủ yếu là các bạn để khuyến khích các bạn mua cây. Nó sẽ nói giá trị phong thủy rồi thế nọ thế kia đây. Tí nữa tôi sẽ nói làm thế nào để cây phong nó được như thế lá như này. Với cái dòng như này thôi nhá. Còn phong lá đỏ có thể nó có nhiều giống. Thì nguyên tắc của cái cây này theo tôi hiểu. Đây này cái mấu này. Đấy các bạn hình dung được cái mấu này. Thì nó như kể cửa cái này này. Một là nó ghép sát dưới này. Hai là ví dụ như cái chỗ này thì nó chôn tít lên đây. Thì nó còn cái phần này này nó ở dưới đất. Dưới cái bầu này, có thể ở giữa này. Thì đấy là nói giải quyết cho các bạn đây. Các cái cây này đều có mấu. Nó gọi là có cái mấu, gọi là có cái tật. Còn nếu không là chôn cao lên thì không còn tật. Nhưng mà nếu các bạn chôn như này mà thằng nào nó tinh ý thì nó lại phải bới xuống đây. Chứ còn nhìn từ gốc lên thế này thẳng tưng như này không thấy mối ghép thì thường các bạn nghĩ là nguyên bản. Nhưng mà nếu mà như tôi mà nói thì không phân loại như thế. Mà tôi chỉ biết là cái hàng ghép ấy, mấy hàng chiết nó như nhau. Về đặc tính của cây. Đấy, chủ yếu là bên Trung Quốc nó ghép cây gì ở phía trên này thôi. Còn thường là bên bán giống người ta phong lá đỏ thế thiết. Đấy là tùy. Đây, lá nó mới ra thì nó đỏ. Nên nói cho các bạn biết, chứ còn bình thường ví dụ như là anh em bán giống khác hoặc anh em bán cây khác thì người ta sẽ ưu tiên là cái cây ghép thì đắt hơn, cây nguyên bản thì đắt hơn. Tức là khi người ta có cái hàng ghép thì người ta sẽ xảy ra tranh cãi ấy. Một ông bán hàng ghép, một ông bán hàng nguyên bản thì thường là ông nguyên bản sẽ nói hàng nguyên bản của ông ấy tốt. Hàng ông nào bán hàng ghép thì nói là hàng ghép tốt. Tôi đã trải qua cái vấn đề hoa hồng rồi đấy. Đến bây giờ nhiều người mua hoa hồng cổ vẫn cứ hỏi là hoa hồng cổ của mày là ghép hay là nguyên bản. Thì hoa hồng cổ thì nói chung là cái cây nguyên bản nó vẫn tốt. Nhưng mà nếu các bạn chôn sâu cái mắt ghép xuống thì nó cũng không khác gì nguyên bản. Tôi phải nói thật cho các bạn là ví dụ như cây phong này, nó là hàng ghép.
nhưng các bạn chôn tít tận trên này thì từ cái mối ghép này nó ra rễ, thì cái này nó không khác gì cây chiết. Các bạn cứ thử về thử mà xem, ví dụ với bưởi hoặc các cái cây khác nó đang là hàng ghép như này, hàng ghép thì nó lại còn tốt hơn cái hàng chiết cơ. Cho nên khi các bạn chôn xuống đây thì rễ nó ra từ cái chỗ này này, thì là từ cái cây này, nó từ cái chỗ cái mối ghép này này thì nó là ra là cây nguyên bản, nó sẽ bỏ dần cái phần cái gốc ghép này và cái gốc ghép này nó sẽ thành rễ, hiểu chưa? Còn nếu mà nói thật ra là trên nguyên tắc của thực vật học mà nói thì ghép mấy cả chiết thì nó cũng mang đầy đủ đặc tính của cây mẹ. Nhưng mà có mỗi cái là ví dụ như là bây giờ các bạn hay quan tâm như thế, thì các bạn muốn mua cây chiết thì các bạn chôn sâu nó xuống thì nó vừa có cái rễ cọc này, rễ cọc của cái cây ghép này này, và nó đấy thì nó sẽ bền cây hơn so với cả cái cây chiết. Cây chiết nó chỉ có rễ chùm này thôi đấy, hiểu chưa? Chứ còn ví dụ như các người anh em khác hoặc là như kiểu cái muôn hoặc là các cái khác thì người ta sẽ, ví dụ người ta đang muốn bán cái hàng nguyên bản chẳng hạn, thì người ta sẽ nhấn mạnh là cây nguyên bản thì tốt hơn cây ghép. Cái người bán cây ghép thì sẽ bảo cây ghép của tao nó mới tốt. Nhưng mà các bạn không hiểu về cái mấu chốt của thực vật học mà nói, đấy là cái ý hiểu và cái chia sẻ lại của tôi. Ghép hay là chiết hay là nguyên bản thì thực ra là ví dụ chiết nó là nguyên bản, nhưng mà ghép thì nó không phải nguyên bản, tại vì đã được ghép dưới cái gốc ghép. Nhưng mà theo tôi thì cây ghép thì nó bền hơn, tại vì nó có rễ cọc đấy, nó bền cây hơn. Còn nếu các bạn thích nó thành cây, từ cây ghép nó thành cây chiết, thì các bạn về trồng cao mẹ lên đây trên này, thì mai sau từ cái chỗ mối ghép này nó ra rễ. Các bạn hình dung chưa, chôn hẳn lên đây này, từ cái mối ghép này nó ra rễ thì cái phần của cái gốc ghép này nó thành cái rễ cọc, dưới này nó cũng có rễ cọc của cái cây ghép, nhưng mà nó sẽ ra rễ chùm này này, thì từ đây nó khác gì chiết đâu, hiểu chưa? Đấy, bán giống nó phải như thế chứ. Nói chung là cái muôn ở đây thì hoặc là như kiểu cái nhung ấy, nó cũng nhà vườn lớn nhất miền Bắc đấy. Nhưng mà tôi phải nói thật là những cái kiến thức ấy thì nó cũng thạc sĩ nông nghiệp đấy, không phải đùa đâu. Nhưng mà để mà nói cho mọi người như thế thì phải ở một cái bài nó nói như thế này này. Chứ còn nếu mà kiểu chụp ảnh chụp biết xong rồi nó kiểu nó muốn bán cây rõ ràng là ghép, nhưng mà nó muốn nhấn mạnh cây của nó là hàng nguyên bản ấy, thì nó sẽ bán dễ hơn. Còn với những người mà ví dụ như là phong lá đỏ, chỉ có quay phong lá đỏ này thôi, thì là sẽ bán chậm hơn, cái kiểu như vậy. Còn tôi nói chung là toàn anh em cho nên tôi không đả động vào ông nào, bất kỳ ông nào đâu nhá. Nhưng đại ý là theo như cái về việc nhân giống học thì úi, cái việc nhân giống mà nói ấy, thì 90% đến hơn 90% cây ăn quả của mình là toàn là ghép. Cây ăn quả của mình ghép. Chiết thì nó kiểu nó không bền cây. Đấy ở thì các bạn đọc các phương pháp nhân giống cây trồng thì nó sẽ có những cái thông tin ý. Các bạn hình dung chưa? Tốt nhất là đọc những cái của bộ hoặc là các cái thông tin của nước ngoài thì nó chuẩn hơn. Như cái loại này thì cây giống thì như anh em tôi đang làm cây cảnh ấy, thì cái loại này có thể dây đồng dây thép hoặc là trồng xuống ruộng, xong mai sau mà ngang ngang cái cỡ như thế này thì theo tôi thì chắc là nếu mà như kiểu anh em Văn Giang anh em mình ấy, trồng cái loại này chắc là 2 năm, chắc 2 năm thôi, 2 năm từ cái loại vào tay ông Lâm thì có lẽ ông trồng hôm trước ngủ dậy nó đấy như này mẹ. Chằm ác lắm. Chứ còn ở đây thì nông nghiệp mà nói thì người ta không trồng. Nói chung là trồng thì ít, mà chủ yếu là tập kết lại xong rồi xong rồi ấy đây, xong rồi bán, gọi là làm thương mại. Còn các ông nặng lề hơn thì gọi là cò. Nhưng mà còn cũng không quan trọng lắm cái vấn đề ấy đâu, mà chủ yếu là các bác ông muốn mua cây thì cái cây này giá như thế này là có người bán là vui rồi. Nhưng nhiều khi các ông đặt nặng vấn đề thì những cái ông mà cứ cò lọ cò kia thì thực ra là người ta không có sản phẩm để bán, người ta không có nhu cầu để mua, thì người ta cứ nhấn mạnh nên là cò lọ cò kia. Chứ thực ra nếu mà với cái người người ta muốn mua ấy, thì tôi nói thật ra là người ta không cần quan tâm bạn là cái gì, bạn có bạn người ta chỉ quan tâm là cái cây ý giá như thế nào và mày có lừa đảo tiền cọc của tao hay không, thế thôi. Bạn hình dung chưa? Mẹ người ta liên quan mẹ gì. Còn với những người mua lẻ mà nói thật ra là cái loại này thì tôi không bán lẻ đâu, chắc là nếu mà bây giờ cố gắng thì thực ra là nếu mà bây giờ mà bán số lượng thì nó rơi vào khoảng tầm mẹ thật, con thằng kia nó nói thì mình cũng còn không nhớ, mang máng không biết là 60 hay 80, nhưng đại ý nếu mà bán số lượng đi chăng nữa thì thật kiểu giá cả ấy, giá cả thì toàn anh em thì nói chung là mình cũng chả để ý lắm. Nói thật ra là cái hàng này thì đấy, tôi chỉ nêu cái như thế, một là trồng xuống ruộng, may sau nó to như cái hàng 650 kia thì tha hồ anh em kiếm. Thì theo tôi là từ cái loại này lên cái loại kia thì nó mất đâu đó 2 năm đây, tức là để cho bà con biết. Nói chung là mình không nhớ giá đâu, các cái giá này phải hỏi cái thủy. Ví dụ các ông mua 10 cây, 20 cây hay là bao nhiêu cây, nó tầm đâu đó từ 60 đến 80 đến 100 gì đấy. Ngày xưa mà có tí dây đồng, dây thép kiểu
gọi là bonsai bon siếc ấy thì người ta bán là 150 hay bao nhiêu ấy, mà đạt ý tôi cũng bán 150. Nhưng mà đến bây giờ khi mà cũng thành nhà vườn lớn nhất miền Bắc rồi thì giá nó rẻ hơn. ngày xưa mình với con Dung toàn bán cây này 150, tôi nói dối làm gì. Mẹ cây táo kia ngày xưa bà Phong Tuyền, tôi mua của bà Phong Tuyền 5 triệu 7 triệu cái táo cầu kìa. Tôi nói dối không? 5 triệu 7 triệu cái đây khoảng nó cũng đâu đó là khoảng tầm gần chục năm. Cũng mở nhà vườn tôi với thằng Dũng ấy, ui dồi ôi. Mẹ cứ từng công một, nhưng đợt ấy mình không bán kiểu live stream như này. Mình về thấy bọn cái buôn mấy cả bọn anh em ở trên này toàn xuống đây nấy. Thì nói thật ra cái thời điểm ấy mẹ nhập hàng Trung Quốc nó khó, không phải thằng nào cũng làm được. Đấy chứ còn không phải như bây giờ. Bây giờ thì nói chung là cạnh tranh xong rồi. Nó bảo lên mạng thì đừng nói giá rẻ, phải nói cao hơn thực tế. Để các anh em đối thủ cạnh tranh là không biết đâu mà lần. Để chủ quan không? Chủ quan. Đấy đại ý như thế này là một mô hình mà cho các bạn biết. Thì nói chung là từ cây này lên cây này thì theo tôi thì nếu mà anh Lâm anh trồng khoảng 2 năm, có thể là 3 năm. Thì từ cây khoảng tầm 100 lên cây 600-700. Đấy các bạn có làm được tốt hơn bên Trung Quốc không thì cứ làm. Còn cách thì nói chung là nếu mà như anh em bán khác thì người ta nói là cây nguyên bản với các thứ thì tôi phân tích rồi. Cái thứ hai là cái cỡ mà 60 đến 100 mấy, nó tùy theo số lượng nha. Nếu các bạn mua lẻ thì nói chung là chắc người ta cũng phải bán cho các bạn cái cỡ này, nó rơi vào tầm 200. Đấy là để tôi ấy ra để cho anh em khác người ta không ấy. Chứ sống trên đời nó cũng khổ lắm ấy. Mẹ các ông cứ tưởng à. Tôi kể cả tôi ở vườn này nhưng mà ví dụ như là tôi vừa bốc cây nịu một phát là anh em chúng nó cũng không được vui vẻ cho lắm đâu. Nó đang xem live và nó chửi thầm trong bụng đấy. Mặc dù ra kia uống nước là nó vẫn khen mình đẹp trai với doanh nhân thành đạt. Các ông hiểu chưa? Nó giằng xé trong rất nhiều các mối quan hệ chứ không phải đùa đâu. Mình lại còn có tí gọi là idol nữa. Nó lại càng mệt. Đây. Nhưng còn sống làm sao mà dung hòa các bên, kể cả cái bên người bán, người mua. Xong rồi anh em khác nó cũng mệt. Mà không báo giá thì chúng nó lại thế nọ thế kia. Mà báo giá thì nói chung là giá rẻ thì anh em cũng không vui. Giá đắt thì người ta lại bảo kiếm. Cái tán nó đây thì mẹ gì tán. Đo tán mới đẻo chứ. Đo chiều cao thôi. Nó đâu đó nó rơi vào khoảng tầm 35 phân. Thân nó bằng tầm ngón tay. Các đầu ngón tay. Có khuyến mãi thêm dây ghép. Thì đấy từ nói chung là chắc là khoảng tầm 80, tại tôi không nhớ. Lấy số lượng, đây là hàng cốc. Cốc thì các bạn nuôi lên như thế này thì nó rơi vào khoảng 650. Đấy. Nói chung tùy theo số lượng như nào đấy, các bạn mà lấy được số lượng nhiều thì mẹ 600. Đấy còn ở đây đến cái giai đoạn là phong lá đỏ. Còn hiện tại bây giờ nó là lá xanh. Nhưng mà lá già thì nó sẽ xanh. Còn nói trước là nói thật ra là phong lá đỏ này nó có nhiều giống. Thì tôi không, sở học của tôi là tôi chưa nắm được hết. Nhưng mà đại ý là cho các bạn có cái loại mà cây mà cái thủy nó bảo là đấy là cây sâu ấy. Thì ở nhà ngày xưa là tôi với thằng Dũng lấy về có 35.000. Tức là không có tí đất nào cả. Về dâm ủ lên như thế này xong rồi ngày xưa bán cho ông Lâm ấy còn tiến là 100.000 cây hay 150. Ôi cái hàng phong lá đỏ này bây giờ đấy các bạn biết. Bây giờ nó rẻ hơn so với cái thời ngày xưa rồi. Nhưng mà giá nó gọi là ông nào lấy số lượng thì 650. Còn nếu mà ông nào lấy 10 cây thì theo cái thủy nó bán bao nhiêu thì nó bán. Còn nếu mà lấy lẻ thì chắc là anh ở trên mạng khoảng tầm 150. Đấy đại ý như thế. Chứ tôi không nghĩ là người ta bán 1 triệu đâu. Còn gốc thì bây giờ tôi sẽ đo gốc cho mọi người. Cao thì nó chung là như cây này thì nó cao khoảng 1m7, 1m8. Còn từ cái lá xanh thì kìa. Các bạn muốn để cho lá đỏ nó một loạt thì các bạn tuốt hết lá đi đây. Tuốt hết sạch lá đi. Các bạn hiểu nguyên tắc này này, cái phong này này. Còn các loại phong khác là tôi không biết đâu nha. Tức là lá già thì nó chuyển sang xanh. Còn lá mới ấy, thì nó sẽ đỏ. Các bạn hình dung chưa? Cho nên ở đây là bắt đầu tuốt lá đây này. Còn nếu mà làm để cho các bạn để làm cái hàng phong lá đỏ này mà Tết ấy, thì mẹ nó lại dễ. Các bạn đấy, các bạn chỉ có ước lượng là một lần tuốt. Nhưng mà cái việc mà tuốt lá như này nó lại có hai cái trường hợp nha. Thời tiết nắng nóng với cả thời tiết lạnh nó này khác nhau. Cho nên có lẽ là các bạn sẽ được cái thử nghiệm của mấy lần. Chứ ví dụ như tháng 8 bạn tuốt xong rồi 15 ngày sau nó đâm ra lá đỏ. Xong rồi bạn cứ áp vào là 15 ngày thì nó ra lá đỏ. Để các bạn bán vào 2-3 Tết là không đúng đâu. Các bạn phải thử nghiệm là cái việc tuốt lá này này. Nó áp dụng cho thời tiết nắng nóng và thời tiết lạnh. Khí hậu nó quyết định. Đấy cho nên hướng dẫn cho mọi người như thế này. Đây này, cái mầm này. Mầm này.
đấy, nếu mà cái loại này nếu mà tuốt lá nó ra lá đỏ thì các bạn rất chủ động để bán Tết luôn đấy. Bạn hình dung chưa? Tức là lá nó bình thường đây, lá nó bình thường thì lá nó xanh. Đây cái cây mới về đây, chưa kịp tuốt đây. Đấy là tuốt thì nó, thứ nhất là hàng tàu về thì nó hồi. Mấy cái thứ hai khi các bạn tuốt ra thì một cái cây mà nó rất là xanh. Đây, hàng tàu về nguyên như này. Không biết là trên Facebook ấy. Nói chung là ở cái video của tôi thì các bạn rất thoải mái mà toàn kiến thức thật thôi. Chứ tôi cũng chả yêu cầu là các ông mua. Tại đôi khi là nhiều ông mua tôi còn chả bán cơ. Tại vì nó không bó. Nhưng mà thật sự là không bán, nhưng mà đấy vẫn quay nói chuyện liên thiên này. Còn các cái vấn đề này có bán hay không thì đấy, cái thủy nó bán thì bán, chứ còn cái số của nó thì nói chung là ở các cái bài mà có số điện thoại ấy. Chứ còn tôi có để số điện thoại đâu. Còn thực ra nếu mà ở trên PanGate thì các ông phải inbox ở trên trang. Nó cũng là người trực chứ tôi cũng chả bao giờ tôi ngồi tôi giải đáp thắc mắc của các ông. Nó hôm trước nó còn khoe. Anh ơi, có khách của anh nhắn vào Zalo của em nhưng mà nhắn nhầm. Lại bảo là ông Tuân ơi, vợ ông xinh thế. Mẹ nó, chúng nó cố ý chứ làm gì có chuyện ý. Đây, lá nó xanh đây. Lá già thì nó xanh. Các bạn tuốt hết lá đi như này. Thế thì là cái loại này thì các bạn lại chủ động được khá là chủ động vào Tết được. Mà nó đơn giản đúng không? Mẹ, cây đang xanh như này mà mình muốn vào 23 Tết hay 25 Tết nó ra lá đỏ, bố tuốt hết lá đi. Nhưng mà các bạn phải dự trù ra, ví dụ như là 10 năm hay 20 ngày thì nó đâm nọc đỏ thì để các bạn còn phải có kinh nghiệm. Chứ không phải tuốt xong ngày mai nó ra luôn thì các bạn ngô nghê quá đây này. Tôi chia sẻ như thế liệu các ông có hiểu không nhỉ? Tôi chỉ sợ mỗi cái là tôi nói đồng bào, nói thật ra là nói rất nhiều mà nói toàn những điều đúng thôi, nhưng mà đồng bào chả hiểu. Sợ nhất cái điều đây. Còn nếu mà hôm nay mà quay được ở trên TikTok thì chúng nó hỏi xong rồi, chúng nó chửi xong rồi, chúng nó thế nọ thế kia thì câu chuyện của chúng ta nó đi đâu về đâu thì nó rất là hay. Tôi lại thấy như thế nó hay. Đây này, lá đỏ chưa? Mầm ở dưới cũng đỏ, lá cũng đỏ. Ông anh kia ông anh kia chắc là nghe ở đây mình nói là chắc là cũng ớn rồi đấy. À, tại sao mà nó cùng là cái chủ đề phong lá đỏ, mình chỉ đo quy cách, mình báo giá thôi mà thằng này nó nói đến tận tiếng trời mà cũng vẫn xoay quanh phong lá đỏ mà nó chưa hết được câu chuyện của nó. Đấy. Đấy, các bạn hình dung chưa? Nếu mà như thế này nhá. Như thế này nhá, các bạn nói thật ra là cũng là một cái để các bạn kiếm Tết ngon. Đúng không? Ví dụ như là cái loại mà chuẩn Tết nhá. Giống như kiểu đỗ quyên mấy các thứ này. Cây mà chuẩn Tết, cây mà không chuẩn Tết nhá, không chuẩn Tết nhá thì bán rẻ người ta cũng không mua. Đấy, các bạn cứ chơi hàng Tết là các bạn biết, kể cả là quất Tết, bưởi Tết. Bưởi Tết thì nó cái quả nó không như quất. Nó quất nó quá vàng, quá thế nọ thế kia, quả nó quá xanh. Nó khó bán hơn nhiều so với cái loại mà chuẩn Tết. Đấy, còn cái vấn đề chuẩn Tết hay không thì thứ nhất là do cái cách làm, kinh nghiệm. Cái thứ ba nữa là các bạn phải dự trù được cái thời tiết nó ảnh hưởng. Nó có thể là ví dụ nắng nóng như này thì 10 ngày sau từ lúc tuốt đến lúc nó đâm nọc là 10 ngày. Nhưng mà nếu lạnh thì nó phải tầm 15 ngày. Đấy, các bạn phải có kinh nghiệm của ý. Còn đây là tôi cũng nói cho các bạn là một cái để các bạn có một cái suy tưởng về cái việc bán Tết. Nhưng mà nếu mà Tết mà tất cả lá xanh thì thực ra là cái sức mua nó lại ít. Nó tầm 15-20 Tết này. Tất cả lá xanh thì nó lại ấy. Còn nếu mà ví dụ như là mùng 10 Tết mà nó cứ như thế này, xong rồi đảm bảo cho người ta là đến 15-20 hoặc 25 là tất cả đỏ au. Các bạn hết sạch luôn. Đấy, các bạn hiểu chưa? Nói chung là kiếm tiền thì đấy, ai cũng có công, mà nếu mà công của các bạn đặt đúng cái vị trí thì nó là siêu lợi nhuận. Tôi nói không sai đâu, đừng có các ông đây này, nó mầm bắt đầu nó ra đỏ này. Đấy là nói sơ qua về cái việc phong lá đỏ. Còn cái cỡ này thì tôi báo rồi, nó tùy theo cái loại này còn phải trồng lại này. Đấy, trong nó cục. Đây này, cái mấu của nó này. Nói về hôm nay là nói về cái vấn đề phong nguyên bản hay phong ghép, các cái loại cây trồng ghép hay nguyên bản, cái nào tốt hơn. Giá thì cái cỡ ngoài kia thì đấy 80-100, còn nếu mà bán lẻ thì tôi nghĩ là bán lẻ thì anh em nông nghiệp này chắc phải phẹt mọi người tầm 150-200. Nhưng tôi nghĩ là phải tầm 200-250, nó còn nói chung tùy. Người nào bán giá nào tôi không quan tâm đâu nhá. Tôi chỉ báo giá cho các bạn nắm được thôi. Còn mua ở đâu thì các bạn, cái phong lá đỏ này này, nó cũng có hội để các bạn mua. Các bạn hình dung chưa? Đấy, các bạn muốn mua thì ví dụ ở cái video này các bạn nắm sơ sơ được, cái thằng góp nhặt cát đá nó nói khoảng 60-80-100 hơn 100. Thì các bạn tham gia cái hội ý, xem cái cỡ cây như thế nào mà gần các bạn nhất thì các bạn mua. Mẹ, còn nói thật ra tôi quay như thế này nhưng mà cái thủy nó bán thì chắc là nếu mà như thế này nó cũng phải bán tầm, nếu mà tính của nó thì chắc là nó cũng phải bán tầm 150 với số lượng 10 cây chứ không phải bán một cây đâu.
cho nên là nói chung là ưu tiên cái hàng to này. Đấy. Chứ không phải là nói thật ra là tại vì bây giờ ví dụ như các ông cứ hiểu như này thì các bạn hiểu. Nhiều ông thì mắng mình là mẹ tao chỉ mong một ngày mày chả có thằng đéo nào hỏi, không bán được cái gì. Thì lúc không bán được cái gì thì tôi lại chăm sóc từ khách lẻ. Chứ còn bây giờ khi mà bán những cái nịu kia nó lợi nhuận nó cũng cao. Những cái cây mà nó nhiều tiền thì lợi nhuận nó cao. Chứ không phải là các bạn hình dung chưa? Bây giờ mà các bạn đang bán ô tô mà lãi một ô hoặc là bán đất, bảo là thôi cứ việc nào cũng là việc, đi bán tăm tre người mù mới đi bán bánh mì với tao, thì các ông không bỏ. Các ông thừa sức các ông bán cho các bạn. Tức là các ông thừa sức các ông chuyển từ bất động sản hoặc đang buôn ô tô hoặc là đang buôn kim cương, người ta chuyển sang bán tăm tre người mù hoặc bán bánh mì, người ta chuyển được. Cái tư duy của người ta là chuyển được. Người ta đang tiếp cận cái khách hàng phân khúc cao cấp, người ta chuyển thành khách bình dân, cái số lượng bán của người ta rất kinh luôn. Nhưng mà đang lợi nhuận một ngày của người ta 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu, người ta chuyển sang bán bánh mì mỗi ngày được 200 đến 500. Chứ làm cho vui thì được, nhưng cả một quá trình 1 tháng, 2 tháng bắt người ta bỏ bán ô tô đi, người ta bán bánh mì thì làm sao mà ấy được. Còn nhiều ông lại cứ muốn mua bánh mì của cái thằng bán ô tô thì nó khó. Nhưng mà đến giai đoạn mà bán ô tô nó không bán được hoặc bán bất động sản không bán được, nó lại quay ra bán bánh mì. Cho nên cuộc sống nhiều khi các bạn, tôi cứ nghĩ là các bạn hiểu hết cái lẽ ở đời, nó đơn giản như thế, nhưng nhiều khi không hiểu, nhiều người ta không hiểu. Còn tôi quay như này là cái tính thực tế của tôi nó rất là cao, chứ không phải tôi nói để là nói phép, nhưng mà đại ý là để cho các bạn cái tham khảo như vậy. Nếu không tranh giành với ai thì tôi bảo làm mẹ thì có thằng nào đang bán phong lá đỏ hoặc đang bán nho thân gỗ hoặc là đang bán mọc hương bảo các ông vào hội mà mua đâu, vào hội mà tham khảo đâu. Tôi nói thật. Đấy, còn đại ý tôi đo quy cách cho thì những cái cây như thế kia thì nó phải tầm 2 mét, hơn 2 mét. Nhưng nếu mà xén như thế này thì nó chỉ khoảng tầm 1m7, 1m8 thôi. Cả bầu. Còn những cái cây như thế này thì nó phải tầm 2 mét, cao 2 mét. Nó chiều cao thì nó không quan trọng, tại khi mà mình xóa ra ấy, không mình cắt đi, mình xén đi này, để cho nó đầy tán này. Cũng như cây này phải tầm gần 3 mét. 2 mét của tôi chỉ đến đây. Rồi. Bắt đầu lá nó xanh thì các bạn về tuốt thì muốn tuốt để cho chủ động, lá đỏ thì nó sẽ là lá đỏ. Đấy. Và cái cách nếu mà tuốt lá đỏ như thế thì các bạn sẽ chủ động được Tết. Tức là Tết nếu các bạn muốn kiếm từ phong lá đỏ thì các bạn phải biết là thời điểm nào tuốt, với cái khí hậu nơi các bạn sống, nơi các bạn đang bán, hiểu chưa? Còn vanh thì nói chung là cái tầm để tôi đo cho, không đo củ, đo cái thân thôi. Còn ở dưới này củ thì nó to lắm. Củ từ cái mối mắt ghép này. Nhưng mà nhận sơ thôi, tại vì là nói thật ra là anh em chúng nó bảo rồi. 10 ngón tay thì mỗi ngón có ngón dài ngón ngắn, cây cối nó như thế chứ nó không phải như quần áo mà cứ sai nọ sai kia. Xong tôi đo cây này xong rồi các ông cứ bắt phải vanh này thì không có cái điều ý đâu. Trừ khi cây này đang bán khoảng tầm 1 triệu hoặc 1,5 triệu thì các ông trả cho chục triệu thì tôi mới làm như thế được, vanh tầm 10. Đấy, 10. Nên là đo nói chung là đo cách gốc chứ không đo cái tật. Đấy, đo cách gốc, đấy vanh tầm 10 này. Đấy. Tán thì nói chung là cái loại này thì đấy. Còn cây sau khi tuốt thì thoát thân thì đấy nó thoát này. Cái thước này nó bị gãy không? Thước có 20-25 nghìn. Thoát 60. Các cây thì khác thì nó sẽ thoát cao hơn. Cây thì nói chung là như cái cây thấp nhất thì sau khi tuốt như thế này nó phải 1,7 m. 1,6 m, 1,7 m đấy. Đấy, đại ý như thế. Tầm đây cổ tay tôi đưa vào đây. Vanh nó tầm 10. Đây cổ tay. Đấy, thấy chưa? Nói thật tâm huyết của mình cũng chỉ thế thôi, chứ mà người ta cứ nghĩ là mình phải kiếm thế nọ thế kia. Thì nói thật ra là những cái video này tôi cũng chỉ muốn là đấy để cho các ông kiếm, có cái nguyên tắc mà kiếm cái phong này kiếm bằng cách ý. Còn các ông về trồng xong rồi dây đồng dây thép tôi không quan tâm. Cái loại này thì nói chung là cái hàng kiểu hàng không phải hàng bầu ấy, hàng đánh bầu. Thế là về nó nghèo, nó chết tay. Chứ cây thì có lẽ không chết đâu. Các bạn muốn biết cây nó có chết hay không hoặc cành nó có chết hay không thì các bạn bấm xuống phía dưới. Đây, ví dụ như cái loại này cạo ra nó cứ thâm thâm xì xì như là nói bậy thì nó là như kiểu lồn trâu ấy. Thì là nó chết. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Nó thâm xì xì như kiểu lồn trâu ấy thì là nó chết. Kiểu cứ gỗ nó khác không? Gỗ nó khác không? Còn nếu mà các bạn trên đây này. Ôi con này con bọ, cái tưởng là phong nó đỏ. Con này con bọ không? Thì các bạn cạo xuống phía dưới này nó còn xanh thế này thì là nó vẫn sống. Được chưa? Đây, nó ra đây. Nhưng mà cái bọn này thì nói chung là hàng kiểu hàng rẻ ấy. Hàng đánh bầu bao giờ cũng rẻ hơn đây. Lá mới đây. Thì nó đỏ. Đây. Mẹ ngày xưa mà cái loại phong của tôi mà chỉ cần lá nó như thế này phát là ăn mừng luôn. Cả làng gọi cả làng đến ăn mừng luôn.
kiểu cái hàng đánh bầu bầu đất ấy nó rẻ hơn cái hàng bịch cước vận chuyển này. Cái thứ hai là người ta trồng bịch nó khác với các bạn thả dưới ruộng không, đánh lên về Việt Nam lại vào ngày nắng, xong rồi lại ngày vào cái ngày mà chó nó ở biên nó đòi ăn hải sản, chủ nó thì đang mẹ kiếm bát mì tôm không được, nhưng mà chó ở biên đòi ăn hải sản, đòi chó cũng đòi quốc tịch ship. Cho nên là có thể là có những trường hợp mà cái xe bị giam 1 tuần 2 tuần chuyện bình thường, về nó thành củi hết. Ngoài nhiều yếu tố lắm, các bạn cứ nghĩ là kiếm tiền nó dễ, thì đối với tôi thì nói chung là cũng dễ, nhưng mà đến một giai đoạn nào đấy các bạn sẽ thấy nó là như thế. Còn các cái yếu tố bên ngoài hoặc là khi thế nọ thế kia thì nó là thực tế cuộc sống, nó phải có thế nọ thế kia, nó phải, tức là nó phải có thế nọ thế kia. Kênh TikTok của tôi cũng vậy, bình thường tôi phát 2 máy, tôi sẽ không để ý cái kênh Facebook này. Cái nói chung là cái ý nó có 3.000 người theo dõi thôi, hơn 3.000 thôi, nhưng mà cái tỷ lệ người xem của người ta, xong người ta vào người ta chửi, người ta bảo nghiện BD, xong rồi cò ấy, mình lại nhiều chủ đề để mình nói. Đây các ông biết hết tôi rồi, cho nên là các ông chả nói năng mẹ này. Ông nào muốn mua thì tí nữa lại xem lại. Còn nói chung là không nói cũng được, con người trưởng thành lên thì người ta ít nói lại. Người ta bảo rồi, con người mất 70 năm để học nói. À đâu, con người mất 3 năm để học nói, nhưng mất 70 năm để học cách im lặng. Làm sao mà mình cần phải nói lúc nào, cần nói lúc nào, mình im lặng lúc nào. Đấy, đấy, cái câu chuyện cái cỡ này nó cũng như cái cỡ kia. Đấy, cỡ này cũng như cỡ kia. Cỡ ngoài này cũng có 3 cỡ đấy. Còn một cái cỡ nữa thì nói chung là ở đây đang bán nói chung là gần 100 triệu cơ. Đây này, phong hàng đất này, về. Nói chung là nó không chết hẳn đâu, nhưng mà nó chết tay. Đây, thì cái hàng này nó rẻ hơn, nhưng mà nói chung là nó bị chết tay ấy. Nó về các bạn, nói chung là để ấy thì, nói này thì nói thật ra là bảo là bán bao nhiêu cũng bán, nhưng mà nói chung là các ông cũng không nên mua. Để ở đây xong rồi có thời gian thì nên bịch, hoặc là những kiểu những anh em nhà vườn ấy, người ta mua ấy, chứ còn các ông thì mua à, tốt nhất mua cái hàng bịch. Đấy, cái cỡ gì đấy, cỡ 2 cỡ, một cỡ đâu đó khoảng tầm 60, 80, 100. Nhưng mà nếu mà bán lẻ thì phải khác, thì cái thủy nó báo giá. Còn anh em chúng nó bán ở trên mạng là 150, 200, 250 các thứ, thì các bạn lên mạng các bạn mua vào nhóm, hội nhóm ấy. Nó chính là cái loại này. Đây có 2 cỡ ấy, và một cái cỡ ở trên chậu nó rơi vào khoảng tầm đâu đó 80, 90 triệu. Còn nếu mà những người anh em khác thì có thể người ta bán hơn 100, bao nhiêu tôi không biết đâu, tại vì cái giá mình nói cho các bạn là gọi là giá tham khảo. Nếu bán, nếu tôi bán hoặc như cái thủy nó bán thì đấy, đây như cái cỡ này chắc là nó rơi vào khoảng tầm 85 triệu. Đây, vừa ấy có con chim bồ câu ở đây, nhưng mà tao quay phong thì tao quay đéo gì chim bồ câu. Đây, nó rất là to, gốc to nhất Việt Nam á, tự tin thế à? Lại nói phét. Vanh 51 không có nhà nào có. Ghê đoàn nhỉ. Nhưng mà có tự tin là to nhất Việt Nam không? Tự tin luôn. Ui, con này nó bảo là to nhất Việt Nam không? Tự tin luôn. Đấy, từ trước đến nay bảo cứ tự xưng là nhà vườn lớn nhất miền Bắc, đây đéo dám tự tin. Nhưng mà bây giờ này bảo là tự tin là cây này. Vanh 51 nó đo rồi. À, cây này ở trên chậu, nói chung là cái hàng này hàng cho vào chậu chứ không phải cây ở bên ý đúng không? Ui, loại đầu đất. Lấy nguyên chậu để cho mà chết à? Nhưng mà cái hoa văn này tao nghĩ là ở đây lắm. Xong cái cây cỏ này hình như cũng na lá ở đây. Thôi ông đừng nói phét đi, ông lấy cây xong ông cho vào chậu ở đây. Ở bên Trung Quốc có cất cái mã chậu này. Nói chung là cho vào đây là cho nên chậu là. Nhưng mà cây này phong này to phết. Chậu ở bên ý á? Thôi đừng nói phét đi. Chuyển cả chậu sang bên kia mới cho vào nuôi, mấy tháng mới lấy về. Nhìn cái hoa văn này nói thật ra là đéo tin chậu bên ý. Ồ, cái thằng này. Nhưng mà cái chậu này để vào cây nhưng mà nói thật đây, nói dối này. Thằng này phải bây giờ phải trừ bì thôi, tôi bị nó làm cho phát 2 vố rồi. Mình đã mất tin tưởng rồi. Chẳng lẽ gọi cho ông Dũng, nhưng mà thằng ấy nó công to việc lớn này. Nhưng mà chậu này theo tôi là hoa văn này là chỉ có mấy ông ở tôi thôi. Nhưng mà về sau cu cậu khống chế là lấy chậu ở đây gửi sang bên ý để lên chậu cái cây này.
và tự tin là cây này là lớn nhất Việt Nam. Vành 51. Chắc chắn anh bạn Khánh anh ấy có cây to nhiều. Khánh không có cây này á? Mẹ lại còn to nhất Việt Nam rồi. Nhưng mà nó chưa được đè, phải đợi thời gian nữa. Thằng tuốt hết đi. Lá vừa rồi nó bị nắng quá à? Táp hết. Đấy, giới thiệu sơ. Ừ, đang ra lại phải tầm tuần nữa. Tuần nữa không biết là có lên tiền cái phần gọi là đẹp hơn không nhỉ? Đó, đầu. Phong lá đỏ.